Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Xe đạp Thể thao An Tâm. Và trong video của em gái này, em sẽ tiếp tục đập hộp một bảng xe cực kỳ đẹp được đến từ thương hiệu Java. Và bảng xe đó được mang tên là Java Zsiruro 6 top đây. Đó, hôm nay đập hộp một màu cực kỳ mới luôn. Bác nào quan tâm hãy lại xem hết video của em. Em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cấu hình cũng như báo giá của video bác nha. Sau một khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì em đã lắp dựng hoàn chỉnh cái bản xe Java Zsiruro 6 top rồi. Đó, các bác có thể nhìn thấy trên video của em đây, một màu rất là đẹp luôn. Đó, màu này là màu trắng các bác nhá. Màu trắng một màu rất là trẻ trung luôn. Đó. Bản này là mẫu mới của năm 2024 đây. Bản này với cấu hình của nó thiết kế sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn, nhưng mà chất lượng nhôm thì vô cùng cao cấp luôn. Bản này sử dụng nhôm 6061 các bác ơi. Đó. Dây cũng đã được đi toàn bộ trong khung rất là đẹp rồi. Các bác có thể nhìn kỹ nước sơn cho em. Nước sơn thì cực kỳ là nhẵn mịn luôn. Đó, Java Zsiruro 6 top đây. Và trên phần gióng của xe đây, đó có tem UCI đây, là tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua rồi. Và chứng chỉ bản xe rất là đẳng cấp luôn đó ạ. Cổ lái này và phần pô tăng đông thì được làm từ hợp kim nhôm cao cấp đây ạ. Đó, dây đi giấu dưới dây rất là gọn gàng luôn. Các bác nhìn kỹ cho em. Dây đi rất là gọn gàng luôn đây ạ. Pô tăng ghi đông được thiết kế theo dạng dẹt thế này thì xe sẽ làm giảm lực cản của gió, đạt được cái tốc độ tối ưu nhất. Và có trang bị cho các bác nhà mình là một lớp cao su, các bác cầm nắm vô cùng là chắc tay và đầm tay luôn. Và bản này thì trang bị các bác nhà mình là bộ đè số được đến từ nhà Eltu, bộ rất là cao cấp luôn rồi đó ạ. Phuộc trước nhé, phuộc trước và vành thì sẽ được làm từ carbon, phuộc được làm từ carbon được đến từ nhà Java, đó, phuộc carbon. Đó, và vành cũng là vành carbon, vành carbon được đến từ nhà Deco đây, vành carbon 5 xăng. Phanh của nó sử dụng phanh của nhà Eltu, một bản phanh rất là cao cấp luôn và xịn xò luôn rồi đó ạ. Java Zsiruro 6 top này thì chạy bộ chuyển động sẽ là hai đĩa trước này, 12 tầng níp thả phía đằng sau, chuyển đĩa và chuyển níp sẽ được đến từ Shimano 105G7000 đây. Đó, đùi đĩa sẽ được làm từ nhôm đến từ nhà đè cát và trục sẽ là trục rỗng, trên bản này có cối nổ và em sẽ test thử đùm nổ cho mọi người nghe cái độ trớn của xe. Đùm nổ nghe cực đã luôn. Đó, bùng nổ cực đã luôn các bác ơi. Em quay nhẹ thôi nhưng bùng nổ cực đã rồi. Và giờ em sẽ test thử phanh cho bác xem nhé. Phanh thì vô cùng là nhẹ nhàng và chính xác. Đó, phanh rất là chính xác, rất là nhẹ nhàng luôn. Phanh được đến từ nhà Eltu đây. Nhìn tổng thể xe rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn kỹ cho em. Rất là đẹp luôn. Cọc yên được thiết kế theo dạng dẹt. Đó, dạng lọt nước ấy. Và yên xe nhìn dáng thì cực kỳ thể thao luôn. Rất là... Và giữa yên nhé, ở phần giữa yên có trang bị các bác là một cái ô thoáng, các bác đi xe không lo bị nóng và cũng không lo bị bí đâu ạ. Rất là tiện lợi luôn. Đó. Vành trước, vành sau đều là vành carbon. Phanh trước, phanh sau đều sử dụng là phanh đĩa dầu đến từ nhà Eltu. Bộ phanh rất là cao cấp và xịn sò rồi. Các bác nhìn tổng thể dáng xe rất là đẹp luôn. Đó. Bản này thì hiện tại bên em đang có hai màu cho bác lựa chọn. Thì hôm trước em đã giới thiệu các bác một màu là màu rượu vang, màu vàng vàng rượu vang rồi. Và màu tiếp theo, đó, bảng màu tiếp theo của Java Zsiruro 6 top đây, đó là màu trắng, một màu rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Bản này thì hiện tại thì bên em đang đưa tới các với mức giá chưa 20 triệu đồng đâu. Giá bản này chỉ có 19.500.000, bên em bao ship tận nhà luôn. Nhận hàng, bao kiểm tra hàng, thoải mái trích thanh toán cho em. Và các bác được miễn phí ship vận chuyển, được tặng thèm thêm rất nhiều phụ kiện theo xe, bao gồm đó là đèn led siêu sáng, đèn hậu xịn, gọng bình, bình nước, lục lăng. Và tặng các bác là một chiếc chân trống hoặc là một chiếc giá đè xe. Đó, bác nào yêu thích cái bản xe Java Zsiruro 6 top này, liên hệ số điện thoại em luôn để các phần màn hình. Số đó của em có Zalo thì bên em sẽ kết nối Zalo, gửi lại chi tiết cấu hình cũng như gửi màu cho bác lựa chọn được không ạ? Và các bác đã xem đến đây rồi nhé, yêu quý em, yêu quý kênh, hãy cho em xin một lượt tim, một lượt like và cho em xin một nút đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.